được rồi nè. Tụi mình tiêu rồi làm sao bây giờ? Nhưng mà may mình lấy được phao rồi. Vậy thì bị lủng rồi. Lạnh quá đi. Tại nãy giờ cứ ngâm mình ở trong nước lâu quá này nè. Người mình cũng thấy nhão nhão luôn á. Cơ thể mình rã rời quá. Đã mệt mà còn không thể nghỉ ngơi nữa. Phải tìm cách để thoát ra mới được. Không được rồi. Nobita ơi, không có ở nhà sao? Shizuka ơi, cứu mình với. Shizuka ơi, cứu mình với. Nobita. Cứu mình với. Nobita, giúp mình thoát ra khỏi cái này đi. Kéo mình ra. Nobita, làm sao đây? Cứu mình với. Chờ mình một chút nha. Có ai không? Là Nobita sao? Cậu nói cậu ấy không ra khỏi nước được hả? Cái gì đây? Cứu mình. Được rồi, mình sẽ kéo Nobita ra ngoài, các cậu giữ lại nha. 2, 3, kéo. Cậu muốn thoát ra khỏi đó thì phải ráng chịu chứ. Đau quá, tay mình sắp bị cậu kéo nước ra rồi. Trời ơi, không được rồi. Cứu mình với. Tụi mình cũng bó tay không làm gì được hết. Mình đuối nước bây giờ. Thôi tiêu rồi Nobita ơi. Cho mình xin lỗi nha. Doraemon à? Cậu có sao không hả Nobita? Được cứu rồi. Đúng là Nobita hậu đậu có khác. Ở trong nhà mà cũng bị đuối nước nữa. Đúng là hậu đậu mà. Mình lại bị cười nhạo nữa rồi. Cho mình xin lỗi.